Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá ga hôm nay ngày 22 tháng 2 năm 2024 trên kênh Giá Năng Lượng TV. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Trong bản tin hôm nay, như thường lệ chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất cập nhật về giá ga trên thị trường thế giới. Tiếp theo là những thông tin về giá CPI/LPG tháng 3 năm 2024. Tính tới sáng ngày 22 tháng 2 và dự báo mới nhất về giá ga trong nước tháng 3. Cuối cùng là những thông tin về giá ga trong nước hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa các bạn, giá ga hôm nay ngày 22 tháng 2 tiếp đà giảm trên thị trường thế giới xuống mức 1,75 USD trên 1 MMBTU đối với hợp đồng khí ga tự nhiên giao tháng 3. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, giá ga hôm nay ngày 22 tháng 2 năm 2024 tiếp đà giảm 1,51%, thị trường chưa có dấu hiệu tăng lên. Mở cửa phiên giao dịch sáng 22 tháng 2 năm 2024, giá gas hôm nay tại thị trường thế giới giảm 1,51% xuống mức 1,75 USD trên MMBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 3 năm 2024. Trang Euronews.com cho biết, giá khí đốt tự nhiên châu Âu sụt giảm, phản ánh xu hướng mạnh hơn, bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp của các yếu tố khí hậu và kinh tế, bao gồm nhiệt độ ấm hơn mức trung bình trên khắp Bắc bán cầu và sự sụt giảm đáng kể về nhu cầu khí đốt tự nhiên trong cả công nghiệp và trong nước. Mùa đông ôn hòa, đặc biệt là ở Pháp và Đức, hai nước đang trải qua mùa đông ấm thứ 3 và thứ 4 trong vòng 34 năm, đã góp phần làm giảm nhu cầu sưởi ấm. Theo dữ liệu từ cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu, mức dự trữ khí đốt tự nhiên của châu Âu hiện đang ở mức cao mới theo mùa trong 5 năm, với trữ lượng khí đốt của EU là 65,9%, Đức là 56%, Ý là 60,3% và Pháp là 51,3%. Một yếu tố quan trọng khác khiến giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu giảm mạnh gần đây là hoạt động mạnh mẽ của các nguồn năng lượng tái tạo và sản xuất điện hạt nhân. Sau một vài năm hoạt động kém hiệu quả vào năm 2021 và năm 2022, năng lượng gió và mặt trời đã cho thấy sự cải thiện đáng kể vào năm 2023 và thủy điện đang đạt mức cao nhất theo mùa gần 5 năm. Ngoài ra, hoạt động sản xuất điện hạt nhân đã có sản lượng tốt hơn vào nửa cuối năm 2023 và tiếp tục kéo dài đến năm 2024. Tuy nhiên, mặc dù mức dự trữ vào cuối mùa đông khá thoải mái, họ cho rằng châu Âu vẫn chưa giải quyết được cuộc khủng hoảng năng lượng. Họ tin rằng một mùa đông nữa phải trôi qua trước khi nguy cơ giá xăng tăng vọt giảm bớt. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá CPI/LPG tháng 3 năm 2024. Ghi nhận trên thị trường, tính tới sáng ngày 21 tháng 2 năm 2024, giá CPI/LPG tháng 3 năm 2024 hiện đang có mức giá là 623,7 USD trên tấn, thấp hơn giá CPI chính thức tháng 2 là 11,3 USD trên tấn. Nếu giữ mức giá này, dự báo giá gas trong nước tháng 3 năm 2024 sẽ điều chỉnh giảm, bình 12 kg giảm 3.300 đồng trên bình, bình 45 kg dự báo giảm 12.400 đồng trên bình, bình 50 kg giảm 13.700 đồng trên bình. Còn về tình hình giá gas trong nước hôm nay, ghi nhận giá bán lẻ gas bình Petrolimex tại Hà Nội tháng 2 năm 2024 đã bao gồm thuế là 458.100 đồng trên bình dân dụng 12 kg, 1.832.200 đồng trên bình công nghiệp 48 kg, lần lượt tăng 5.340 đồng trên bình 12 kg và 21.160 đồng trên bình 48 kg đã bao gồm thuế so với giá gas tháng 1. Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương Gas Pacific Petro từ ngày 1 tháng 2, giá gas tại công ty này sẽ tăng thêm 417 đồng trên kg, đã bao gồm thuế VAT. Theo đó, bình 6 kg tăng thêm 2.500 đồng trên bình, bình 12 kg tăng thêm 5.000 đồng trên bình, bình 45 kg tăng thêm 19.000 đồng trên bình, bình 50 kg tăng thêm 21.000 đồng trên bình. Giá bình gas 6 kg đến tay người tiêu dùng không vượt quá 269.000 đồng trên bình. Bình 12 kg là 479.000 đồng trên bình, bình 45 kg là 1.796.500 đồng trên bình. Tại hệ thống gas Ban Mai Xanh, từ ngày 1 tháng 2 giá gas được điều chỉnh tăng thêm 3.000 đồng trên bình 6 kg, 266.000 đồng trên bình, tăng 5.000 đồng trên bình 12 kg, 438.000 đồng trên bình, tăng 19.000 đồng trên bình 45 kg, 1.589.000 đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật mới nhất về giá gas hôm nay. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.